Các bạn có biết kem muối mà mình hay uống trong trà sữa không? Nguyên cực thích món kem muối này, nhưng mà không kết hợp với trà sữa. Nào chúng ta bắt tay để cùng làm kem muối, sau đó chúng ta sẽ kết hợp với cà phê đen đá xem thử coi là cái vị nó như thế nào nha. Đầu tiên là nguyên liệu nha. Nguyên có kem whipping, kem béo rít lùng, sữa tươi không đường và muối. Đối với muối thì Nguyên dùng hoa muối. 50 kem whipping kết hợp với 50 kem béo rít lùng nè. Và kèm theo tiếp theo là 50ml sữa tươi không đường. Sau đó thì chúng ta đánh lên thôi. Ở nhà Nguyên có cái máy đánh cà phê đó, dùng để mình đánh cà phê cho bông bột lên. Nguyên thử xem dùng cái máy đánh này nè thì mình có đánh được không nha. Xoay đều, xoay đều, xoay đều, xoay đều, xoay đều, xoay đều. Trời ơi, thực sự là bọt lên chậm lắm các bạn ạ. Cầm mỏi hết cả tay luôn. Trời đất. Ôi thôi, Nguyên chịu thua, không thể nào dùng cái máy này được nữa. Thôi Nguyên chuyển qua cái máy đánh trứng. Cái máy này thì Nguyên hay dùng để làm bánh, rất là tiện lợi. Về cách đánh thì không biết đúng không nha. Chơi đầu tiên là Nguyên sẽ đánh ở số 1 trước đã. Mình đánh nhẹ nhẹ cho nó bông nhẹ lên. Sau đó Nguyên tăng lên số 2. Sau đó Nguyên lại tăng lên số 3. Là đợi cho đến chừng nào mình kem được đánh bông lên ok rồi thì Nguyên lại hạ xuống số 1 để tạo được độ dẻo cho cái kem muối của mình. Trời ơi, kem muối mà Nguyên quên bỏ muối chứ. Rồi, đây, Nguyên dùng hoa muối. Thì các bạn biết không, hoa muối là cái phần muối mà nó đọng ở trên cái bề mặt của cái lớp nước biển á. Cho nên là hoa muối thì có cái vị nó thanh. Nguyên thích dùng hoa muối trong một số sản phẩm mà nó cần vị mặn nhưng mà không quá chát giống như là muối mà mình hay mua trong siêu thị. Dây, gần xong rồi nè. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Nguyên làm cho nên Nguyên đánh hơi quá tay, kem hơi cứng ấy. Lần sau Nguyên sẽ nhẹ tay hơn để tạo được cái độ sệt cho cái kem muối của mình. Tuy nhiên cái vị rất là ngon luôn. Bạn có thể tưởng tượng xem vị béo nè, vị mặn nè và kèm theo hơi đắng nhận nhận của cà phê nữa. Ngon lắm luôn á. Ngoài ra thì các bạn có thể vào kênh YouTube của mình để biết thêm các clip khéo tay hay làm khác của mình nha. Xin chào.